Hai bên đẩy mạnh trao đổi thông tin, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, đẩy mạnh hoạt động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp xây dựng một số hạng mục công trình, phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phong trào xây dựng và quản lý dân trạch chính quy, xanh, sạch, đẹp là bước cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo. Dù trời đang lên lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em đến hết có cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh, luôn động viên theo từng bước chân trên đời này, không còn ngày để thay. Dù trời đang lên lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương. Anh đang đợi chị bác. Trời như muốn mưa ấy.
về lúc truyền hình. Mưa chắc.